Tháng 6 vừa qua, cặp song sinh Đào Thảo Nhi và Đào Thảo Như, cả hai đều 22 tuổi và là sinh viên trường Đại học Victoria Wellington, New Zealand, đã quyết định bay về Việt Nam để tham gia chương trình Ngày Xưa số 34. Lý do cho hành trình quay về quê hương là sự đam mê của họ với vở kịch, dù ban đầu họ nghĩ khả năng tham gia lại vốn rất thấp. Tuy nhiên, sự hỗ trợ từ phụ huynh và khả năng sản xuất của đội ngũ sản xuất đã giúp họ thực hiện được dự án này. Điều đặc biệt là chương trình Ngày Xưa số 33 đã là lần đầu tiên mà Nhi và Như tham dự một vở kịch thiếu nhi trực tiếp. Vì thế, họ không muốn bỏ lỡ cơ hội tham gia kỳ tiếp theo của series kịch mà họ yêu thích từ thời còn học cấp 2. Kể từ đó, cặp song sinh này đã theo dõi hơn 10 vở kịch ở sân khấu IDCAP và Hoàng Thái Thanh. Họ đều ngưỡng mộ nghệ sĩ Mỹ Duyên, nhất là với cách diễn xuất và khả năng múa của cô. Như chia sẻ, không chỉ ấn tượng bởi tài năng của Mỹ Duyên, họ còn thích sự chân thành và gần gũi với khán giả của nữ nghệ sĩ này. Sau khi xem xong vở kịch, Nhi và Như đã liên hệ với Mỹ Duyên để bày tỏ lòng biết ơn. Không ngờ rằng, cô nghệ sĩ đã phản hồi và từ đó, họ đã trở thành bạn thân và thường xuyên tụ tập cùng nhau. Nhi lý giải rằng bộ môn kịch nói đòi hỏi khán giả phải sử dụng tất cả các giác quan để tận hưởng và phân tích vở diễn. Sự phức tạp và đa tầng nghĩa ẩn trong kịch nói thúc đẩy trí sáng tạo của họ. Âm thanh, ánh sáng và trang phục cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên không gian tinh tế của một vở kịch. Ngoài ra, họ cho biết rằng bước vào khán phòng kịch, họ như được giải phóng khỏi mọi lo âu và thưởng thức những giờ phút thú vị trong suốt 3 tiếng của một vở diễn. Với Nguyễn Ngọc Kim Ngân, một sinh viên 20 tuổi của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, diễn viên Hồng Ánh trở thành một tượng đài của nghệ thuật sân khấu. Ngân nhớ đến lần đầu tiên cô xem vở Nửa Đời Ngơ Ngác tại sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh. Cô ấn tượng với diễn xuất xuất sắc của nữ diễn viên này, không chỉ qua lời thoại mà còn qua cử chỉ và ánh mắt. Cô cho biết mình trân trọng sự nỗ lực không ngừng của nghệ sĩ trên sân khấu, và điều này đã làm cho cô rất mãn nhãn. Với Nguyễn Võ Thanh Nhân, một sinh viên 21 tuổi tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, những vở diễn tại sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh đã thêm vào đam mê của anh với nghệ thuật kịch nói. Anh không chỉ là người thích xem kịch mà còn quan tâm đến sự phát triển của ngành nghệ thuật này tại Thành phố Hồ Chí Minh và miền Nam nói chung. Thanh Nhân cho rằng kịch nói có sức hút đặc biệt bởi tính ứng biến và phóng đại trong diễn xuất. Trên sân khấu, mọi thứ diễn ra chỉ một lần duy nhất, và diễn viên phải tự tin ứng biến trước những sự cố không lường trước. Tôn nữ Bảo Trân, một chủ cửa hàng hoa tươi 23 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh, cũng khẳng định rằng kịch nói vẫn rất sống động trong lòng giới trẻ. Trân chia sẻ rằng để mua vé xem vở Giáng Hương tại sân khấu kịch Thiên Đăng của nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, cô và nhiều người bạn phải xếp hàng từ 10 giờ sáng đến 6 giờ tối. Không chỉ là khán giả, nhiều người trẻ còn đang mang nghệ thuật kịch nói trở lại với môi trường học đường. Điều này được thể hiện qua việc 37 thành viên trong câu lạc bộ kịch Catharsis tại trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang làm. Lê Phạm Diệu Thảo, 18 tuổi, sinh viên trường Đại học M Thành phố Hồ Chí Minh và là chủ nhiệm của câu lạc bộ kịch Catharsis, đã chỉ ra khó khăn mà học sinh thường gặp khi tham gia vào sản xuất một vở kịch. Thảo nêu rõ rằng việc thiếu trải nghiệm sống và khả năng kiểm soát tâm lý khi lên sân khấu thường là thách thức lớn. Để vượt qua những khó khăn này, câu lạc bộ thường tìm đến sự cố vấn từ các anh chị đạo diễn và diễn viên có kinh nghiệm từ Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài việc sáng tạo cốt truyện, họ còn tìm cách lấy cảm hứng từ câu chuyện thực tế của thành viên câu lạc bộ để đưa vào vở diễn, để nói lên những vấn đề xã hội quan trọng. Hiện tại, câu lạc bộ kịch Catharsis đã thành công với 3 vở diễn lớn, bao gồm Trọ Tình, Thù Vọng và Triệu Chứng cuối cùng đã công diễn vào năm 2022 tại Nhà văn hóa sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh. Tương tự, câu lạc bộ kịch khoa báo chí và truyền thông của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hoạt động sôi nổi trong hơn 6 năm qua. Chủ nhiệm của câu lạc bộ, Trần Hùng Thiện, cho biết quá trình sản xuất một vở kịch mất hơn 3 tháng, bao gồm việc hoàn thiện kịch bản, tập luyện, sản xuất cảnh trí, đạo cụ, quảng cáo và bán vé. Để làm cho kịch nói trở nên trẻ trung và sáng tạo, câu lạc bộ luôn nỗ lực đổi mới cả đề tài và cách trình diễn, để thể hiện nhiều khía cạnh đa dạng của nghệ thuật kịch nói.